Thưa sư, người tu tập chứng đắc đạo quả có khác nhau với người tu tập được sanh thiên? Mong sư giải thích cho con được rõ. Nó nói ví von thôi. Nó giống như một người có một cái khoản tiền thì nó có hai lựa chọn. Một là họ ăn uống nuôi sống bản thân rồi đem về nuôi sống gia đình đó, hoặc là đầu tư cho công việc. Hai là họ đem số tiền đó họ đi đánh bạc hết. Thì cái việc đi đánh bạc á, nó cũng có sự vui vậy. Tại vì nếu mà đánh bạc không vui thì người ta đâu có đánh bạc. Nhưng mà cái vui đó nó ngắn ngủi và nó để lại nhiều hệ lụy. Thì như vậy đó, là cái đồng tiền của mình cực khổ làm ra và mình tiêu vào ở những chỗ không xứng đáng. Thì cũng tương tự như vậy, khi mà quý vị tu tập như thế này, bố thí, giữ giới, hành thiền, là quý vị có, sẽ tạm gọi là một cái cục phước. Mà bây giờ cái cục phước đó mình hướng vô cái việc gì? Là mình hướng vô việc giải thoát, chấm dứt khổ, hay là mình hướng vô cái việc sanh thiên? Nếu như mình hướng vô cái việc giải thoát chấm dứt khổ là mình đã hướng phước đến cái sự đúng đắn. Còn mình hướng cái phước đến cái việc sanh thiên để hưởng thụ cõi người, cõi trời á, thì nó cũng giống như tiền cực khổ làm ra mang đánh bạc vậy đó. Vui một tí xíu thôi rồi sau đó hết và để lại nhiều hệ lụy. Cái phước quý vị xài nó cũng hết thôi. Đó, lên cõi trời thì nó cũng sẽ hết, và hết rồi mình lại đi xuống. Cho nên á, điều quan trọng là mình phải dùng cái phước mình tạo được vào mục đích phù hợp. Cho nên cái việc tu tập là giống nhau, nhưng mà mục đích của việc tu tập nó sẽ đưa đến kết quả khác nhau.